Và đặc điểm nữa để mà vào trong đây chúng ta nhớ để ý, đó là cái cờ của ông vua
và đó là có màu vàng. Thì cái cột cờ này sẽ nằm chính giữa hai cái lá cờ của Malaysia. Dạ, và ở bên đây đó thì để làm sao mà biết vua ở trong đất nước Malaysia hay là vua đi ra ngoài làm việc hay là đi xuất ngoại đi chơi rồi, thì sẽ thông qua cái lá cờ này mà người dân đoán biết được. Đầu tiên, nếu nhà vua ở lại Malaysia thì lá cờ sẽ ở trên đỉnh của cây cột cờ. Rồi, còn nếu như mà đức vua đi ra ngoài rồi thì lá cờ sẽ kéo vào xuống giữa cây cột cờ.